Dép xin kính chào toàn thể các cô, chú, anh chị, các bạn yêu Phong Lan ạ. Hôm nay thì trong phiên buổi tối ngày 16 tháng 12 năm 2021, em xin phép tiếp tục cập nhật cho mọi người bổ sung những dòng hàng hoa lan đẹp, cả những dòng hàng lan rừng mới về các bác nhé. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Và ngoài ra thì em có bán thêm cả máy tưới lan nhé. Và tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ sản phẩm tưới lan mà nhà em đang có. Ngày mai thì cũng sẽ cập bến thêm nhiều mặt hàng. Và thời điểm này thì dục dịch gần Tết, em cố gắng nhập những hàng nụ này và cả những dòng hàng chơi xuân Tết để các bác sưu tầm nhé. Hàng thì ngập tràn và nhà em sẽ có ship hàng toàn quốc, cả những dòng mai đỏ và hoa mộc lan nữa. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu lần lượt nhé. À, và trước khi đi qua những dòng hàng hoa lan thì em xin giới thiệu thêm về cái bộ sản phẩm máy tưới lan của nhà em nhé. Lâu lắm thì em cũng không giới thiệu nên đôi khi các bác không biết là sản phẩm này nhà em còn cung cấp ra ngoài thị trường hay không. Và đây là cái hàng nhà em thì cứ về liên tục và cung cấp cho các bác. Và đây là cái bộ sản phẩm khi mở ra như sau. Một bộ sản phẩm máy tưới lan thì nhà em được thiết kế, cũng đã có một cái video clip để chi tiết cho các bác về hướng dẫn sử dụng rồi. Thực ra nó rất là đơn giản đấy ạ. Dù các bác, kể cả các bác có tuổi rồi, các bác sử dụng rất là đơn giản và dễ dàng. Đặc biệt hơn là rất là an toàn chứ. Cái bộ sản phẩm này thì có cụm, đó là cụm đổi nguồn, cụm nguồn điện này. Đây là cụm máy bơm này. Và đây là dây dẫn dài 10m này. Cái cần này là cần inox dài 3m. Các bác có thể kéo dài 3m tưới rất là dài. Hoặc các bác có thể thu ngọn lại, nó chỉ có 70cm thôi. Và bộ sản phẩm này thì nó là đi theo cái bát màu hồng này, là cái bát để tưới lan. Nó rất là tơi, phun rất là nhiều đẫm nước. Và kèm theo, được tặng kèm đó chính là một cái bát màu trắng. Và cái bát này có tác dụng là để phun phân thuốc cũng rất là dễ dàng. Thì bộ sản phẩm đợt này thì nhà em bắt đầu lại sử dụng cái bộ bảng điện nha các bác nhé. Nhiều bác bỏ sử dụng cái bộ này thì các bác bê lại nó dễ hơn. Ví dụ bê một cái bảng điện nó dễ hơn là một này. Thứ hai là cái cần này thì nó chắc hơn. Đấy, sử dụng cái cút nối van nối này. Và cái bộ sản phẩm này hiện tại nhà em đang bán ra với giá là 450.000 nhá, 450.000 một bộ. Và cái này thì em có ship hàng toàn quốc, các bác trả thêm tiền phí ship tầm 35.000. Đấy, tầm khoảng 35.000. Và cái hàng này thì nhà em có bảo hành cái cục máy bơm, tức là cái cục motor này trong vòng 3 tháng ạ. Đây là cái tem này, là cái tem vỡ này, nhà em mới lắp đặt này. Đó, đây là sẽ bảo hành cho mọi người nhé. Đấy, hàng này thì 450.000, em ship hàng toàn quốc nhé. Giới thiệu qua cái bộ sản phẩm mẫu mới, tiếp tục sử dụng cái mẫu này của nhà em, 450.000. Và em xin phép lên cho mọi người một số những chậu sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên nhà em thì hầu như là cũng đã chuẩn bị cháy hàng rồi, còn vài chậu thôi ạ. Nhưng mà chậu nào chậu đấy thì nó cũng khá là giống nhau, đều đều nhau. Hàng này hàng thuần vườn rồi. Hàng này thì người ta trồng thuần rất là đẹp mắt. Và thân già hầu như là cắt bỏ hoàn toàn và ươm lên những cái mầm tơ rất là xanh mướt. Hiện tại thì cây của nó đang sưng sưng mắt nụ, chuẩn bị cho một cái mùa hoa năm 2020. Màu hoa của sơn thủy tiên thì hoa của nó màu vàng, nó còn tùy. Có những lô hàng thì cái này hàng rừng nó chưa sổ mặt bông thì có, thì có thể là họng thường hoặc là họng đột biến, thì cái này là tùy nhá các bác nhá, bởi vì hàng chưa sổ hoa. Và hàng hôm nay các bác nhìn này, một chậu nó nhiều thân tơ như vậy, giá rất là mềm mại cho các bác. Em sẽ đi qua lần lượt từng giò như sau. Tất cả các giò này đánh mã hết rồi nhá. Đây là S14 này, mã này mã S14, 330.000 này. Đấy, một chậu dễ bám rất là chắc và khỏe rồi. Về các bác treo lên, đây là hàng ghép vào chậu nan, cây khỏe mạnh, rất là nhiều thân tơ, không đếm nổi các bác nhé, 330.000. Tiếp theo là giò này là giò S6, 320.000. Đó, 320. Các mắt nụ sơn thủy tiên thì một mắt của nó, một thân của nó sẽ có rất là nhiều mắt nụ, nên là hoa của nó ra rất là nhiều, rất là đẹp, mà màu vàng của nó rất là tươi. S11, 320.000. 320.000 chậu S11 cũng rất là xinh nhá các bác nhé. Hàng này về đảm bảo các bác là chỉ thấy đẹp thôi. Đấy, lá thì xanh mướt mượt mượt luôn. S19, 330.000. 330.000. Đây là S19 ạ. S24, 310.000 đồng. Đấy, giò này thì còn một ít thân già, nhưng mà thân tơ của nó thì cũng rất là ok. Đây, chậu này cho mọi người xem này, 310.000 đồng. Thôi S24 để 300 đi. S322, 320.000. Đây, giò này xanh tơ mướt luôn, mướt hẳn luôn, 320.000. Nhiều thân lắm. S18, 320.000. 320.000. Đây, có những củ cầm rất là chắc tay, rất là sướng.
Và S23 giò này thì rất là nhiều thân luôn, nhưng mà thân của nó kiểu như nó nhiều quá ấy, nên thân nó hơi còi. Còi bởi vì nó đẻ quá nhiều. Cái này phải lên sang sao cho phi to hơn. Đấy, phi này mới gọi là phi tầm phi 20 này. Nếu nhớ không nhầm là phi 20. Chậu này 330 này, to nhiều thân. Nhưng mà củ giả hành thì nó hơi còi hơn so với những chậu khác, bởi vì nó quá đẻ quá nhiều. Đó, còn số lượng ít thôi. Và cái lô hàng này thì nhà vườn đã xuất đi cũng nhiều lần rồi ạ. Chắc là còn những cái lô hàng sau thì chắc là nó không còn được đẹp đâu. Nên các bác tranh thủ nếu mà ưng thì mình chốt sớm ạ. À, đầu tiên thì em xin phép giới thiệu các bác những cái chậu kiếm ạ. Kiếm thì nhà em vẫn tiếp tục xuất đi cho các bác. Và phải nói là cái lô hàng kiếm này nó quá là đẹp. Em cũng đã xuất đi khá là nhiều rồi. Đấy. Hàng này thì nhà em hiện tại có 3 loại kiếm như sau. Hàng gieo hạt và hàng lật này thì em lấy là những cái chậu phi to. Chậu này phải là phi 16 rồi. Trước đó thì toàn những chậu phi 12, nó bé xíu thôi. Cây của nó thứ nhất là cây của nó không được to như thế này. Bản lá của nó thứ nhất là lá của nó hơi bé, cây cũng bé. Chậu này là chậu nhiều tép. Cũng phải 4 5 tép trở lên, cũng phải 4 5 tép trở lên nhá các bác nhá. Và mỗi chậu này thì em đang bán với giá chỉ có 250 một chậu thôi. Những cái chậu kiếm to này, hàng này thì ngoài thị trường người ta bán không dưới 300.000 thôi, chậu phi to nhá. Cái chậu phi gốc nhỏ nhỏ đã rơi tầm 180. Đấy, loại này là bán 250.000 một chậu. Hiện tại đang có là dòng Phan Chí nhá. Tiếp theo bên đây đó chính là vị hoàng này. Chậu rất là nhiều thân. Và đặc biệt hơn là xanh Huế thì nhà em lấy số lượng nhiều. Đó, xanh Huế á, đồng giá tất cả là 250.000 nhá. Riêng kiếm các bác mua từ 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển ạ. Riêng kiếm lấy từ 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship. Và giá 250.000 đồng một chậu. Hàng bao đẹp và hàng chậu nó rất là nhiều thân. Các bác có thể lấy 3 chậu kiếm thì bên em hỗ trợ cho mọi người. Và đây là hàng gieo hạt. Nhưng mà cái hàng này thì nhà vườn người ta làm khá là chuẩn. Chuẩn giống. Đấy. Chứ hàng thân của nó, nếu mà thân cây chuẩn của nó thì giá trị nó rất là cao. Năm nay thì em thấy xu hướng người ta chơi kiếm cũng nhiều. Đấy, những bác nào mới tập chơi có thể sưu tầm những cái dòng này. Nó vừa rẻ tiền để mình có những cái chậu hàng nó đã thuần sẵn, nó đẹp rồi. Đó. Hôm nay thì em có thanh lý một số dòng hồ điệp nhé các bác nhé. Dòng đầu hồ điệp đầu tiên là dòng mãn thiên hồng. Mãn thiên hồng thì bây giờ thực ra là nó vừa nở hoa rồi, nó cũng hơi dấu hiệu tàn ấy. Thì em thanh lý những cái cốc này, trước đó là bán 90.000. Hôm nay em bán thanh lý là 50.000 một cốc nhé. 50.000 để các bác làm giống, số lượng có ít thôi. Nó có thể nó hơi sứt sát lá một tí, bởi vì hàng này hàng nó cũng tàn hoa thì em bán để các bác làm giống. Và đối với dòng mãn thiên hồng thì hoa của nó, cái màu tím của nó rất là bền, rất là đẹp. Còn tiếp theo bên đây có một số dòng hồ điệp như là cái dòng hồ điệp vàng chanh này. Vàng chanh này là cốc đang có nụ hoa, cũng đã nở hoa và hiện tại cũng còn nụ. Nó còn vẫn còn nụ, vẫn chơi được. Và hàng này thì hoa nó bền. Thì hôm nay thì em cũng giảm giá cho các bác. Mỗi chậu này trước đó bán 80.000, à 85.000 ạ. Hôm nay thì em bán 60.000 nhá. 60.000 để em dọn chỗ để em lấy cái lô hàng khác. 60.000 một chậu vàng chanh. Hàng hiện tại đang có hoa, một ngồng hoa này. Màu tiếp theo đó chính là màu hồng Anna. Hồng Anna thì cũng chậu có. Đây, chậu này còn nhiều nụ hơn. Riêng hồng Anna thì 70.000 nhá. Giá cũ 80.000 hết thì hôm nay em bán 70.000 này, hồng Anna. À, còn bên đây đó chính là màu vàng chanh. Vàng chanh hiện tại thì có 2 ngồng. Thôi một ngồng đi. Tại vì có 2 ngồng nhưng có những cái ngồng nó mới nhú nhú này thì em không tính gọi là một ngồng. Hàng vàng chanh và một ngồng. Hàng này cốc đại 3.5, cốc to, nụ đang nhú đây này. Giá cũ 85, hôm nay em cũng bán 60.000. Vàng chanh còn 6 cốc cũng bán giảm giá nốt. Tiếp theo hồ điệp cam. Hồ điệp cam này hàng cốc đại cũng 3 ngồng hoa nhưng mà bây giờ cũng bị lỗi 1-2 ngồng thì hiện tại là 1 ngồng này. Đây, nói chung là còn 1-2 ngồng thôi. Thì cái hồ điệp và cam cam phân nhánh này thì em bán cũng 60.000 nhá. Bán nốt 60 này, 60 này, 70 màu hồng Anna này. Và 60 cái dòng vàng này. Màu vàng này nó nở hơi nhiều, cũng còn một vài nụ vẫn chơi được. Đấy, cái màu vàng này hoa của nó rất là tươi. Còn phía trong kia thì còn có hai cái chậu đó chính là màu đu đủ. Đu đủ chắc cũng làm giống thôi. Hoa nó cũng nở gần như là hết rồi nhưng mà màu này khá là bền. Màu đu đủ cũng bán 60.000 đi. Cũng bán 60.000. Là những chậu bán 85.000 giờ bán 60 nhá. Hồ điệp thì bán nó cũng không có lời mấy nhưng mà còn một ít em thanh lý. Ở cát lay ra thì nhà em hiện tại còn một số màu như sau. Riêng hàng cát thì ngày mai sẽ bổ sung thêm nhiều mặt hàng màu cát mới nhá. Đầu tiên đó chính là màu cát vàng đổi màu, cát cam đổi màu hay vàng đổi màu này. Cái chậu này thì em bán là 150 một chậu. Cam đổi màu bông to, dòng này bông đại. Tiếp theo đó chính là màu vàng chùm. Màu vàng chùm nó chính là màu vàng lưỡi đỏ và hàng này hoa thơm. Đấy, chậu của nó nhiều thân như thế này này. 140.000 đồng một chậu vàng chùm nhá. Cát hai lá, đây là màu vàng lưỡi đỏ và bông của nó thành từng chùm ạ. Tiếp theo nữa đó chính là cát màu vàng loang.
Vàng loang hôm vừa rồi bán 160, hôm nay thì cũng còn tầm khoảng ít thôi, thì em bán 150.000 nhá. Vàng loang hôm nay thì em bán 150, chắc còn tầm khoảng còn gần chục bụi nữa. Vàng loang bụi cũng nhiều thân, mà bông hoa của nó to, nhiều thân. Màu vàng lưỡi đỏ này 130.000, vàng lưỡi đỏ. Hàng này thì nó giả hành nó cũng không có nhiều, nhưng màu hoa là màu nó màu hot đẹp. Màu vàng lưỡi đỏ này, bông đại. Cắt vàng chùm kia cũng vào lưỡi đỏ, nhưng mà bông của nó là bông thành từng chùm. Là 140, của cái này là 130. Đó. À, cắt thập tam muội hôm nay lại về thêm một cái lô cắt thập tam muội hàng lá mít. Ở hôm trước thì cháy cái hàng này. Dòng này thì cây của nó không quá to đâu ạ, bởi vì đây là dòng lá mít tròn xoe, hàng thân lùn. Đó, đây bản lá mít rất là đẹp. Hôm nay thì về số lượng nhiều hơn. Đẹp chưa? Và bông hoa của nó rất là đặc sắc nhá. Cắt thập tam muội này em bán là 150 một chậu, và mua 3 chậu cũng được miễn phí ship ạ. Cái dòng này 3 chậu cũng được miễn phí ship rồi. Em bắt đầu lên cho mọi người những cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần. Ở những cái chậu thuần rất là xanh mướt, những cái chậu thuần cực kỳ là to mập và nhiều thân tơ. Thân tơ của nó thì mập mạp cực kỳ. Đấy, hiếm có nhà vườn nào người ta chăm lại đạt như thế này. Đấy, nhiều lô em lấy của những cái vườn khác ấy, người ta chăm thì cái thân tơ của nó lên rất là ngắn. Và thứ hai nó còi, nó nhiều thân già hơn. Đấy, nên là khi mà nở hoa thì chắc chắn là nó sẽ không đẹp, không được nở rộ như thế này. Hôm nay thì cái lô này thì em cũng còn một số ít thôi. Em quay nốt cho mọi người từng chậu và đánh mã cho các bác nhé. Hoàng phi hạc đảm bảo các bác, cái lô hàng này các bác không mua thì cực kỳ là đáng tiếc đấy ạ. Cái lô hàng thân tơ đang thắt ngọn và xuống lá này, đẹp lắm. Em lên cho các bác lần lượt từng mã và báo giá chi tiết cho các bác. Các bác chọn mã nào các bác đọc đúng cho em ạ. Em lên cho mọi người đầu tiên là hình số 11. Và dòng này thì hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp. Hình 11 là 240.000. Này, đếm cho mọi người này, một thân tơ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nói chung là cả dài cả ngắn nó rơi tầm chục thân tơ. Đấy, 240.000, đẹp chưa? Mập ú ụ luôn. Tiếp theo là hình số 12, chậu này 240.000 này. Chậu này cũng rất là đẹp, cũng 240.000 thôi. Thân cao, dài, khỏe này. Em quay sơ qua thôi nhé, tại vì nói thật là đếm thân thì không thể đếm được hết. Mà nhiều chậu như thế này, đấy, cứ xem như thế này các bác nhìn thấy ưng mắt mà mãn nhãn là các bác chốt luôn. Tại vì không chốt nhanh thì người khác chốt mất những cái chậu đẹp. Tiếp theo hình 13, 220.000. Đẹp chưa? Mầm miếc lên cũng rất là khỏe này. Này, thân tơ này. Đấy, nó ít thân hơn một tí xíu thôi, nó không đáng là bao nhiêu. 220.000. Hình 14, 260.000. Hình này thì to, nhiều thân. To, xung xuê nhiều thân, 260.000 hình 14 ạ. A16, 250. Đây cũng xung xuê to lắm nhá. To lắm, trồng chậu phi 20 ấy, không phải chậu nhỏ đâu. Trồng chậu phi 20, 250.000. Treo như này để chơi Tết thôi. Thân nù, mập, to đẹp. Mà mầm gốc lên rất là khỏe luôn. Mầm gốc đấy ạ. Tiếp theo hình 17, 220.000. Tiếp theo một chậu 220 cũng rất là nhiều thân tơ. Nói chung lô này không mua thì chỉ có tiếc thôi, không có lô nào khác đẹp hơn nữa. Từ lúc lấy hoàng phi hạc chưa có lô nào đẹp như này. 220. Hình 18, 250. Các bác mua hàng cân về các bác trồng thuần nhiều thân già lắm, chưa chắc đẹp như này đâu. Mà người ta mất đến 2 năm để người ta trồng được mấy cái chậu phân bón các kiểu. 250 hình 18. Hình 19, 240. Ui dồi ôi, nhiều thân tơ thế không biết. Mầm gốc cũng lên rất là nhiều, 240. Hình 21, 220.000. Cũng nhiều thân tơ nhưng thân nó lùn lùn hơn tí. Đây, thần nào ra thần ấy căng đét luôn. Đấy, đẹp chưa? 220.000. Nhỏ xinh. Hình số 22, 240.000. Chậu này quá nhiều thân tơ. 2, 4 này, 5 này, 6 này. Với cả đằng sau này nhiều lắm. Cái này trên chục thân tơ nhưng mà nó ngắn ngắn lùn lùn này. Lùm lùm, nó gọi là lùm lùm nhiều thân. Đấy, đây là hình số 22. Và hôm qua thì còn 3 cái hình. Hôm qua còn 3 hình này là hình số 5, 250. Hình số 5 này, một thân tơ này, 2 này, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nói chung là cũng phải 11 thân. Thân nó to mà nhìn như thân hoàng thảo xoắn luôn. Hình này là 250, đây hình số 5. Tiếp theo là hình số 2, 220.000. 220. Nhiều thân tơ chứ các bác nhé. Và đây là hình số 6, 230.000. Thân mập dài đẹp. Đấy, cái lô hàng này nó thật là đẹp. Đẹp từng cm luôn, đẹp lắm.
những cái lô trước thì không thể đẹp, nhưng mà không thể phủ nhận được cái độ đẹp của cái lô hàng hoặc vì hàng ngày hôm nay. Đấy, các bác chốt hình đọc giúp em nhé. Hàng này các bác không chơi thì chơi hàng gì, đúng không? Quá là đẹp. À, tiếp đến thì hôm nay em vừa cập bến một cái lô hàng đen rô sân, phải nói là quá là mỹ mãn luôn. Chưa bao giờ về một cái lô hàng đen rô sân nó lại đẹp đến này. Một số cây thì đang chuẩn bị sưng sưng mắt nụ các bác nhé. Và chậu của nó hôm nay rất là nhiều thân. Hôm nay thì cái vườn này thì em lấy giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn một tí, nhưng mà được cái là cây của nó đẹp, chất lượng và thân nào ra thân ấy, thân to rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ chia theo mọi người thành từng mã nhé, chia thành từng hình, từng mã để các bác dễ dàng lựa chọn hơn theo cái tiêu chuẩn của mình. Cái hàng này thì nở vào dịp xuân, dịp Tết. Đấy, những cái thân này toàn là những thân tơ, hoa thì nó nở thì nó rất là sai chữ chịt luôn. Đó. Và sau đây em sẽ lần lượt báo giá chi tiết cho mọi người từng chậu để các bác có thể dễ dàng lựa chọn này. Hàng này thì hàng đẹp. Ở đen rô sân thì em ưu ái mọi người là mua cứ hai chậu, tức là mua từ hai hình của đen rô sân thì em miễn phí ship. Thì sau đây thì em sẽ lên lần lượt từng chậu báo giá cho mọi người luôn. Em bắt đầu lên cho mọi người từng hình đen rô sân nhé. Sau khi đã phân mã thì đã, mỗi chậu nó sẽ có một hình thù, một vẻ riêng. Thì cứ đen rô sân thì em sẽ miễn phí ship nếu các bác lấy hai chậu bất kỳ trở lên nhé. Cứ hai chậu bất kỳ trở lên. Nói chung là cái lô hàng cực kỳ là đẹp. Thì đen rô sân này thì em cũng nói qua là hàng này hàng người ta thuần chậu tại vườn rồi, thuần tại Việt Nam, nên khi gửi về cho các bác ấy, các bác chơi hoa xong các bác thuần thì nó cũng dễ dàng hơn là so với các bác mua những cái hàng mà hàng cốc. Đen rô sân thì càng gần Tết thì có những vườn mà nhập từ bên Đài Loan về ấy, người ta sẽ trồng trong những cái cốc, cốc đấy là cái cốc nhựa. Những cái cốc nhựa đấy thì cây của nó, thứ nhất là bản chất là cây của nó khá là non, người ta kích hoa để người ta chơi Tết. Dòng đấy thì nó vừa ít thân thì nó lại vừa đắt hơn. Ví dụ như một cái cốc nhỏ nhỏ năm ngoái em nhớ là lúc đang hoa nó đã rơi tầm 180 rồi. Nhưng hôm nay các bác, ví dụ các bác mua một cái chậu nhỏ nhất này 180 mà nó được rất là nhiều thân. Cái cốc kia nó chỉ chắc tầm 2-3 thân là được một cốc là đã bán 180, mà đây là một chậu, hẳn một chậu nguyên nhá. Và trồng nó dễ, nó bám rất là khỏe. Đấy, hôm nay thì em lên cho mọi người từng chậu. Cứ mua hai chậu bất kỳ đen rô sân thì em miễn phí ship nhé. Cái này chỉ có áp dụng đen rô sân thôi. Tại vì đen rô sân này em nhập vườn này người ta bán nó rẻ, và thứ hai là nó nhiều quá, nó số lượng nó nhiều nên là em phải chạy chương trình đó, chính miễn ship nếu mua hai chậu. Các bác nếu mà gom được khoảng số ai mua thì tốt nhất. Em lên cho mọi người chậu X1 này. Đấy ạ. Đen rô sân con trồng phải nói là thân nó quá là to, nó mập như thế này. Hàng này thì hoa của nó nhiều màu, còn cái dòng đen rô 5 cây trắng thì nhà em phân màu thì em bán đồng giá 300.000 một chậu ấy ạ. Đây ạ, đen rô sân chậu này em bán là 180.000. Nhiều thân này, mầm gốc đang lên đẹp chưa? Đấy, đang đứng ngọn nhá. Thắt ngọn chuẩn bị xuống lá là sưng nụ này các bác này. Thân ngọn, ui cây này dễ, nó khỏe, nó mọc cả kỳ trên thân. Chậu X2, một thân tơ, hai thân tơ này, 3, 4, 5. Rồi đây cũng thế này, thân tơ rất là nhiều, hầu như là toàn thân tơ thôi, 190.000 này. Chậu X2 em bán 190 này, thân lù mập. X4, chậu này thân lùn, cũng rất là nhiều thân, toàn thân tơ thôi, 201. 2, 4, 6, 8, nó phải ra tầm 9-10 thân tơ, cả mầm lên. Lùn lắm, lùn rất là xinh, có 210.000 đồng. Rẻ lắm. X5, giò này 250 này. Ui, to, cao, mập này, đi vẫn đang đi ngọn này. Hai thân vẫn đang đi ngọn đẹp này. Đây, thân này đang đi ngọn. Đây, mầm lên này. Đó, đây ạ. Chậu này mầm gốc đằng sau nên rất là ác liệt luôn. Chậu này 250. Chậu này là X5, 250.000. Ít thân nhưng nó thân cao. Chậu này nhiều thân thì nó thấp thấp đều đều nhau. 250 cái chậu này, tơ mướt đẹp. Chậu X6, 230. Chậu này thì thân nó cao lắm. Một thân này, hai thân cao vút, ba thân này, 4, 5 này, 6 này, 6, 7 thân thì đó. Đó, chậu này em bán là 230.000. Thân rất là cao. Thân lá nó khác nhau bởi dòng đen rô xuân nên thân lá khác nhau, chắc chắn là màu hoa khác nhau. Các bác nhìn thân lá này nhận biết cho em nhé. Chậu cao này 230 thôi này. X7 190.000. Một thân tơ, hai thân tơ, 3, 4, 5, 6, 7 thân tơ. Thân này đang sung lá và đang sưng mắt nụ này. Đây, sưng mắt nụ đây. 190.000. X8 250. Úi dồi ôi, quá trời là thân luôn. Cái này lên kỳ, cái này chắc là đang nhú nụ. Nói chung là cũng chẳng biết kỳ hay nụ. Như thời điểm này đang xuống lá chuẩn bị sưng nụ rồi đây. Cái này cũng đang sưng này, nhiều mắt sưng lắm. 250 chỗ này nhá. Nhiều thân lắm. Em đếm thử cho các bác này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 13 thân. X10 230.000. Đó, mập mạp thân rất là mập và đẹp luôn các bác nhá. Những cái chậu này không chê được tí nào luôn.
vườn này người ta bán, người ta trồng cái cây đó đẹp thật sự. X12 230. Đây, sân này cao cao, ít thân hơn một tí, nhưng mà sum xuê, cũng đang lên, cũng đang sung lá là mọc sương mắt. X12. Đấy, cứ gom 2 chậu một em bao ship thôi bác. Hàng số lượng có ít thôi, thi thoảng ở vườn người ta chăm đạt như thế, nó đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đến một cái dòng hàng vũ nữ, hiện tại thì đang rất là hot trên thị trường bây giờ, đó chính là dòng ngọc nữ ạ. Ngọc nữ này thì cái hộp bông hoa của nó là một cái dòng hàng hoa rất là thơm, bông hoa xiêng và đây ạ, những cái dòng hoa cây phân nhánh này, đó, có những cái nhánh thân cao có thể dài đến 5-60 cm nhé các bác nhé. Cái này thì nó đang trong quá trình phát triển chiều cao. Hàng này thì có thể để bàn này, hoặc có thể để trên trưng bày ở khu văn phòng rất là đẹp. Đây ạ, cái này thì em vừa cho một chậu lên trên một cái chậu nhỏ xinh. Đẹp lắm mọi người ơi, đây là mới nở thôi ạ. Dòng này hoa thơm phức luôn, rất là thơm ngọt ngào. Và ngọc nữ thì rất là siêng hoa các bác nhé. Và một chậu ngọc nữ hiện tại thì đang có ngọc nụ như thế này. Gửi đi em sẽ nhặt cho các bác những ngồng nụ ngắn ngắn thôi, để thứ nhất là đóng gói nó dễ vận chuyển, và nó còn đang trong quá trình phát triển chiều dài cơ. Và một chậu vũ nữ ngọc nữ em xin phép bán với giá là 160.000 đồng một chậu. Hàng rất là đẹp. Hàng này người ta chơi sưu tầm bởi vì hương hoa của nó và cái dòng màu của nó này, cái màu của nó rất là xinh, rất là tươi. Đó, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và tiếp theo đây là dòng vũ nữ anh đào với những sắc hoa màu vàng tươi tắn, và hàng hiện tại cũng đang có ngồng hoa để các bác chơi hàng hoa Tết các bác nhé. Hàng hiện tại thì gần Tết rồi, em sẽ cố gắng là lấy các bác những cái hàng có nụ để các bác về chơi này. Đấy, hàng vũ nữ anh đào này, hoa của nó là một cái dòng hoa màu vàng, bông rất là xiêng. Đấy, hôm qua có cái chậu mà mới về ấy, mở ra thì hàng nó nở tung hết tất cả những bông hoa này, nhìn rất là đẹp. Đấy, cái dòng này hoa của nó màu vàng và sai hoa. Và một chậu vũ nữ anh đào như vậy em bán với giá là 150.000 đồng một chậu nhé. Hàng hiện tại đang nhú rất là nhiều ngồng, chậu cũng khá là nhiều tép. Cái này hàng từ giờ đến Tết thì sẽ lên liên tục luôn. Hàng rất là đẹp, chỉ có 150.000 thôi ạ. Tiếp theo đó chính là lô mèo cam, vũ nữ mèo cam ạ. Hôm nay thì em lên cho mọi người những cái chậu vũ nữ mèo cam, chậu size to. Tại vì trên thị trường hiện tại đang có hai loại mèo cam, loại size nhỏ. Mèo cam size nhỏ thì chậu nó chỉ có duy nhất một tép thôi. Cái hàng chậu mèo cam size nhỏ nó chỉ có duy nhất một tép như thế này. Một và người ta trồng thuần, và hiện tại thì cây đang nụ, người ta xuất những cái cây đang nụ như thế. Nhưng mà em lấy cái loại size to hơn thì chậu này nó phải đến 1, 2, nó nhiều tép hơn các bác nhá. Nó đang đẻ cả cây con nữa này, nhiều tép hơn rất là nhiều. Đó. Và cái hàng mèo cam này bông của nó vòi dài. Đây, vòi dài và hàng phân nhánh các bác. Đấy, cây của nó hoa phân nhánh này. Đây là cái vòi nụ khi mà nó lớn phát triển, và khi mới nhú lên thì nó sẽ như thế này. Đấy, tất cả đều đang có nụ hoa nhá. Mèo cam hàng size to này, chậu nhiều thân này, và bông của nó là màu cam lửa rất là rực rỡ. Loại này thì bông nó rất là to, cái màu cam lửa. Hàng phân nhánh này thì em bán với giá là 200.000 đồng một chậu vũ nữ mèo cam các bác nhá. Số lượng có ít thôi. Ngoài thị trường các bác mua cái loại chậu mà 150 đấy, là chậu nó chỉ có một tép. Một tép là đã bán ra 150 rồi. Ví dụ như một tép này mà đang nụ hoa này đã 150 này. Các bác mua chậu này, em lấy cái loại chậu size to thì các bác sẽ được nhiều giống hơn, cây nó nhiều thân hơn. Mèo cam đây là dòng hàng VIP, hàng hot, đang nụ hoa 200.000 đồng một chậu. Và hôm nay thì em tiếp tục lại cập bến thêm hàng rừng các bác nhé. Bây giờ thì vào cái mùa ghép của cây thì em sẽ cố gắng là sưu tầm nhiều mặt hàng rừng hơn. Thì hôm nay thì có những dòng hàng, thứ nhất đó chính là hoàng thảo u lồi. U lồi hôm nay xuống lá hầu như là hoàn toàn hết rồi. Và thời điểm này thì u lồi đang sưng những cái mắt nụ hoa các bác ơi. Đấy, đây là một cái dòng hàng rất là siêng hoa, và bông của nó to, sai hoa. Thân thì có cả thân ngắn và thân dài. Đó, cái này thì em sẽ nhặt cân đối những cái hàng đẹp cho các bác đây. Hàng hôm nay phải nói là đẹp miễn chê. U lồi hôm nay sạch sẽ lá, mầm gốc còn đang bật mầm cơ. U lồi, hoàng thảo u lồi, hàng đẹp, em bán với giá là 250.000 một cân và 50.000 một bó ạ. Mình lấy cái hàng ngắn thì nó sẽ được nhiều mầm hơn, còn nếu mà lấy hàng dài nó ít hơn. Nhưng hầu hết là những cái hàng này thắt ngọn hết rồi nhá. Tiếp theo đó chính là hoàng thảo ý ngọc ạ. Ý ngọc, và bên đây là ý thảo ba màu này. Ý thảo ba màu thì nó có ít thôi, còn hoàng thảo ý ngọc thì nó nhiều hơn. Đó, những cái thân ý ngọc cũng đang trong cái thời gian xuống lá. Mùa này đang là cái mùa xuống lá của cây, nên hầu như là những cái thân này nó trơ ra những thân tơ, nhìn rất là đẹp. Hoàng thảo ý ngọc em xin phép bán với giá là 180.000 một cân và 50.000 một bó nhá. Mọi người có thể mua số lượng tầm ít một cũng được nhá. Đó, đây là hoàng thảo ý ngọc. Sang bên đây thì không thể kể đến đó chính là cái lô hàng kiều vàng. Kiều vàng nói chung là mấy cái lô gần đây thì kiều vàng hầu như là toàn những cái hàng thân rất là mướt. Ui, lại dính một ít sơn thủy tiên vào đây. Đó, kiều vàng là những cái hàng rất là xanh mướt và đẹp nhé mọi người.
nhất điểm hoàng, hoa bền và bông của nó to đẹp, 100.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Sang bên đây là hạc vĩ Tây Bắc ạ. Hôm nay thì em đã vặt hết tất cả những lá, rụng lá của hạc vĩ rồi. Đây là cái dòng mà bông của nó sai, dễ chăm, dễ trồng, dễ ghép. Cái này ghép lên gỗ rất ok. 230.000 một cân và 50.000 một bó. Tiếp nữa đó chính là ngọc thạch ba màu, thân nù mập ú ụ luôn mọi người. Cái lô ngọc thạch về cũng đã xuống lá hầu như là gần hết. 170.000 một cân và 50.000 một bó ngọc thạch. Đùi gà tròn Tây Bắc này, hôm nay cái lô gà tròn Tây Bắc này về thì quá là mỹ mãn luôn. Đẹp miễn chê, đẹp miễn chê luôn các bác nhé. Số lượng thì có ít thôi, đang mùa xuống lá. Gà tròn rất là tươi đẹp, gà tròn Tây Bắc bông của nó to, đậm đà. 220.000 một cân và 50.000 một bó, 220 một cân. Cùng với mùi hương rất là thơm đó chính là kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm, kim điệp sáp. Kim điệp nhựa hôm nay thì có cả khóm to, có cả khóm vừa nhỏ. Dế to thì có một dế thôi. Còn những cái khóm này về các bác ghép nó dễ này. Và dòng này thì hoa của nó kể cả thân già nó vẫn cho hoa và độ bền hoa của nó rất là cao. Loại này em bán 220.000 một cân và 50.000 một bó ạ. Có về một ít cái dáng hương tăm ở sắc hàng Tây Bắc. Dòng Tây Bắc này rất là hiếm nhé, giờ nó hạn chế hơn rồi. Nói chung là hàng tam màu sắc thì lá của nó thì dòng lá xếp, nhưng mà vận chuyển về thì một số cây nó hơi sứt sát lá một tí xíu. Loại này thì em bán là 200.000 một cân và 50.000 một bó hoàng dáng hương tam màu sắc hàng Tây Bắc. Còn bên đây là hoàng thảo tam màu sắc xuống lá này. Đấy, những cái thân xuống lá này vận chuyển đi khá là an toàn, nhất là vào miền Nam. Em bán là 180.000 một cân và 50.000 một bó ạ. Hoàng thảo môi tua, cây xanh mướt và đây ạ, cây rất là tươi, hàng rất là tươi đẹp. Đây là cái dòng hoa mà hoa của nó cánh màu vàng tua rua, 130.000 một cân và 50.000 một bó, các bác có thể mua 50.000. Bạch ngọc đuôi công nhá. Ôi cái bạch ngọc đuôi công thì hôm nay cái hàng này nó hơi bị xuống mã một tí. Tức là nó hơi khô các bạn, đang mùa nụ hoa này. Đang mùa nụ hoa nhưng mà em để chắc là nó mất nước ấy. Hôm trước em bán 260 một cân, hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác 180.000 một cân thôi. Bán lỗ luôn cái lô hàng bạch ngọc đuôi công này. Đấy, em về tập trung bán hàng thuần nên là cái hàng kg này em cũng không để ý đến. Các bác về làm giống vẫn ok nhé, tình trạng là cũng sẽ bị vàng một số lá. Các bác về trồng bằng giả hành nhé, 180.000 một cân bạch ngọc đuôi công. Và tiếp theo thì giới thiệu các bác một cái dòng hoa màu vàng cực kỳ là tươi tắn. Và đặc biệt dòng này thì hoa nó thơm, thơm mùi mật ong ngọt dịu, đó chính là dòng hoàng thảo trúc đen. Nói về dòng hoàng thảo trúc đen này thì ở trong khu vực miền Nam thì dân người ta chơi khá là mạnh. Và đặc biệt là người ta rất là yêu thích cái dòng hoa màu vàng. Trúc đen hôm nay thì thân của nó vừa vừa, không quá dài cũng không quá ngắn. Và cây của nó thì rất là nhiều lá nhé, thân tơ cũng rất là nhiều ạ. Trúc đen hôm nay em bán là 200.000 đồng một cân. Đấy, hoàng thảo trúc đen 200.000 đồng một cân. Cái này nó khá là nhẹ nhàng thôi, mọi người có thể lấy tầm nửa cân hoặc là một cân tùy thích. Ở trong miền Nam em thấy mọi người chơi nhiều nên các bác đặt nó cũng phải 1-2 cân thì các bác về ghép thành một bụi to. Và cái trúc đen khi nở hoa ấy, bông hoa của nó sai mà rất là đẹp luôn ạ. Hãy thử thức một lần nhé mọi người nhé. Em lên tiếp cho mọi người một số những chậu 5 cánh trắng hậu hồng đằng hàng đang có nụ hoa nhé. Hàng này là hàng ươm ki, riêng 5 cánh trắng hậu hồng là cái dòng hàng mà hoa thơm và bông của nó rất là sai. Hàng này thì không chơi hàng gieo hạt. Hàng gieo hạt thì chỉ những cái dòng như là Phú Thọ với cả hàng giá trị hơn thôi. Còn cái dòng 5 cánh trắng này nó ở tầm chung, ai cũng sưu tầm được, nên là mọi người nhớ là mua hàng ươm ki thôi, đừng mua hàng gieo hạt 5 cánh trắng hậu hồng nhé. Em gọi đây là hình H1 này. Giá nó hậu hồng năm nay cũng rẻ, rẻ theo cái giá thị trường của hàng va nó xuống. Đấy, năm ngoái bây giờ cái thời điểm mà năm ngoái cái thân này cũng đã 250 một thân rồi. Không sai, năm ngoái vẫn 250.000 một thân 5 cánh trắng hậu hồng. Bây giờ một chậu ví dụ 3 thân. 3 thân nó hai dài này, thân này ngắn hơn một tí xíu thôi. Thì bây giờ có 250, chậu H1 này là có một cái đầu ngọn này nó vận chuyển nó hơi bị gãy một tí này. Cây thắt ngọn thì cũng không ảnh hưởng gì, nụ vẫn lên bình thường. Không ảnh hưởng gì, 250 3 thân. Có rẻ. Nụ đang lên nhá, nụ xanh lét luôn. 5 cái trắng họ hồng này hoa thơm mà sai hoa lắm ạ. Chậu H2 200.000, 2 thân. 2 thân này 220 200.000. Chậu H3 này cũng 200.000 2 thân, đang nụ này. Cả nụ to nụ nhỏ. H5 350, 1 2 3 4. Với cả thân nhỏ này là 5 thân này. Đấy, thân mà thân dài các nhá. Nụ này to rồi, thân xanh, nụ xanh lét luôn. H6 ạ. 280.000 3 thân. Đây giờ này 3 thân dài này, 280.000. Ôi,
Đây thân này cũng bị chạm một tí đầu ở đây. Hàng này hàng thân nó hơi giòn, vận chuyển không tránh được. Nụ đang nhu nhú nhá mọi nhá. Ba thân này dài dài này. Giờ người ta bán rẻ nhất nó cũng rơi tầm 120 một thân. Thì rồi 360. Để bán 280. Hình H7 này 430.000. Giờ này tận 2 5 thân. Đang nhú nụ hết rồi. 430, giờ này không bị lỗi gì cả. Tác phẩm luôn. Đây là H8 190.000, giò này ở 3 thân 1, 2, và đây thân thứ 3. Thân này cũng bị chạm đầu ngọn một tí. Ở đâu 2 thân này đang nhú nụ. À và cả có một thân con này nữa đây. 190.000 này. Trời ơi 190 này. Vừa chơi hoa vừa làm giống. Cái này chơi hoa xong nó mầm gấp xong các bác có thể cắt những cái phần mà nó chưa lên kỳ để ươm kỳ cũng được. Đây có duy nhất một chậu này, chậu chấp Mỹ này. Chậu chấp Mỹ này gồm một thân dài với cả một thân này. Hai thân này đều phải 70-80 cm ấy, nhưng mà thân này nó bị hỏng cái gốc. Chắc vừa rồi em không để ý em. Đấy, bình thường chấp Mỹ 150 một thân. Chậu này hai thân em bán 130 thôi. Một thân này về các bác cắt tự ươm ki thoải mái hoặc là vẫn chơi hoa như bình thường. Và cái mặt hàng hot hit năm ngoái em bán siêu chạy hàng đây ạ, đó chính là dòng Dendro 5 cánh trắng họng tím. À, nói qua về dòng Dendro này, nó là thuộc dòng Dendro xuân, như dòng Dendro xuân hoa cánh trắng các bác nhé. Hàng này là hàng phân màu. Còn hàng Dendro xuân vừa rồi em giới thiệu các bác thì những cái hàng đấy thì nó là hàng sổ bông hoa của nó nhiều màu khác nhau, nhưng không phải là dòng hoa trắng. Dòng hoa trắng này hàng đắt tiền nên là nó như kiểu là phi điệp cũng thế thôi. Nó cũng có cái dòng hoa trắng thì hàng này nó sẽ là dòng đột biến đắt tiền hơn, kiểu như Dendro xuân cũng vậy. Đó, cái lô hàng này, cái lô hàng cuối cùng em lấy rồi. Hôm trước lấy 50 chậu đã hết hàng và hôm nay thì chỉ có 30 chậu thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vừa rồi mà không được cái sưu tầm cái dòng hàng hoa trắng này thì có thể nhanh tay để sưu tầm trong cái lô đợt này, bởi vì số lượng vườn đã hết hàng, không còn hàng ạ. Ở đầu xuân vừa rồi thì em có bán một cái lô đăng hoa. Đấy, trước khi giới thiệu thì em sẽ giới thiệu các bác cái lô hoa hôm vừa rồi em bán nhé. Đây ạ, cái mặt. Đây là cái lô vừa rồi em bán khi đăng hoa này. Cái hoa của nó 5 cánh trắng họng tím đấy mọi người này. Đấy, bông hoa của nó rất là to, cánh trắng tinh. Hàng hoa vừa rồi đấy ạ. Nhập thì thôi rồi, thơm nức mũi luôn. Dendro xuân thì chỉ có màu trắng này là cái dòng hoa thơm, còn những cái dòng hoa khác thì hoa nó thơm nhẹ nhẹ bình thường thôi. Đó, đây ạ. Bông hoa của nó đây, cánh trắng. Lô vừa rồi tại cửa hàng nhà em nhé quách nhá. Hàng về tại nhà em đây ạ. Đó. Và cái chậu lúc đấy thì nó chỉ có thế này thôi. Chậu chỉ có một thân hoa duy nhất như vậy và có một hai cái mầm ở dưới thôi. Cái mầm nó bé xíu xíu. Đấy. Đây cái bông hoa của nó trông vậy nhưng mà cho ra bông hoa rất là sai các bác nhá. Đấy, hôm trước là cái lúc mà đăng nụ hoa này đã 270.000 một giò ấy. Thì giống của nó sẽ đắt hơn. Và lúc mà hàng hoa nó sẽ đắt hơn là những cái dòng hàng lá. Đấy, là lúc đấy là 270.000 một cái giò xíu xíu như này. Đấy, bông hoa thì thôi rồi, 5 cánh trắng họng tím thì quá là mỹ mãn rồi. Và khi chơi hoa xong thì nhà vườn người ta mới bắt đầu người ta nhân giống ươm ki lên. Hôm nay cái chậu này của nó phải số lượng thân nó phải gấp 3-4 lần cái số lượng thân mà các bác mua đầu xuân. Đấy, và thời điểm này là cái thời điểm nó cũng đang thắt ngọn xuống lá này. Một số lá nó xuất hiện những lá vàng này. Một số cây thì bắt đầu nhú nụ này. Đấy, đây em sẽ mang cho các bác một chậu để các bác thưởng thức nhé các bác nhé. Nhiều thân hôm trước rất là nhiều. Đây cái nụ hoa của nó đang bắt đầu nhú nhú này. Em thấy là đang bắt đầu nhú nhú rồi. Rất là đẹp. Đây, đang gợn gợn nhú nhú rồi nhé các bác nhé. Đây nhú nhú những cái gợn hoa và mầm cũng đang lên rất là nhiều. Và hôm nay thì chỉ có 30 chậu thôi ạ. 30 chậu thôi. Những cái chậu này thì số lượng thân nó sẽ nhiều hơn là cái hàng đầu xuân. Đấy. Trung bình tầm cũng phải 3-4-5 chậu thân thì đấy, cả ngắn cả dài, cả to cả bé. Các bác lấy cái thân dài thường nó sẽ ít thân hơn, nhưng mà thân ngắn này thì nó nhiều thân hơn một chút, nhưng mà cái chậu thân dài thì thân nó cao hơn kiểu vậy. Và em bán đồng giá hết là 300.000 đồng một chậu nhá. Nó đắt có 30.000 nhưng mà số lượng thân nó phải gấp 3-4 lần. Giống này ngoài thị trường không có đâu nhá các bác nhá. Ngoài thị trường người ta không có cái dòng 5 cánh trắng họng tím đâu. 300.000 một chậu nhá. Và loại này mua 2 chậu em cũng sẽ miễn phí ship. Đấy, hôm nay mua 2 chậu loại 5 cánh trắng họng tím Dendro này thì cũng được miễn phí ship. Số lượng có hạn thôi, có 30 chậu ở treo hết ở trong đây thôi. Hôm trước em cũng nợ một số bác đơn thì chắc hôm nay cũng gọi bớt đi là chắc cũng xuất đi cũng gần hết rồi. Các bác nhanh tay để nhận đặt hàng. Đấy, đẹp lắm. Đang xuống lá mộ, đang ngả lá vàng để xuống lá, dòng Dendro đợt này đang chuẩn bị đến thời điểm thắt ngọn rồi. Hoa thì bao đẹp, bao thơm. À, tiếp theo thì em lên cho mọi người những cái chậu trầm cổ ạ. Trầm cổ hay là trầm thanh củi. Dòng này thì hoa của nó tím lịm, tím đậm và hoa rất là thơm. Hàng này mà chăm đạt, cây mẹ của nó còn có thể dài 2 mét cơ. Đó.
Và năm nay thì hiện tại thì cây của một số cây đã chuẩn bị thắt ngọn rồi. Và năm nay thì cái trầm cổ giá thành nó cũng đã rẻ hơn so với mọi năm. Như đầu năm ngoái là, như kiểu cuối năm ngoái lúc đấy là hàng đang nụ là giá đã 350 một thân rồi. Ngày hôm nay thì các bác mua giá nó phải giảm đến hơn một nửa, thậm chí là giảm hẳn 2/3. Em lên cho mọi người chậu C1 này, của một thân thôi. Thân này phải dày 60cm hơn, 120.000 nữa. Đấy, hôm trước, năm trước là phải 200, giờ 120 này. C2, 2 thân, 220.000, một dài một ngắn, 220.000. Quá là đẹp. C3, giờ này 4 thân cơ, nhưng mà một thân này nó bị gãy đầu ngọn này. Thân ngắn bị gãy đầu ngọn, không xi nhê gì, 210.000 đồng này. Giờ này 4 thân, 210. Tiếp theo là C4, 250, giờ này 4 thân này, 4 thân 250 này. Tính ra chia bình quân đầu thân không là bao nhiêu. Cái này đang lên hoa đầu ngọn đấy các nhá, đang chuyển hoa đầu ngọn. C5 230.000 hai thân. Rồi cũng cùng C6 á, 270.000, giờ này 4 thân, 270.000. Đấy. Một thân năm ngoái bây giờ mua được còn hẳn 4 5 thân năm nay. Đấy, hàng này về nhiều mà bây giờ còn tầm 6 chậu thôi ạ. Và bên cạnh những cái loại trầm như vừa rồi em giới thiệu thì cái dòng trầm Thiên Long là cái dòng trầm mà hoa của nó rất là thơm. Dòng này là cái tiêu chí đánh giá của dòng trầm đấy ạ. Đấy, người ta vẫn ví như thế. Thân của nó thân thủ, thân to, mập. Và hiện tại những thân này thắt ngọn căng bóng luôn. Hình T1 này gồm 2 thân dài này và một thân ngắn hơn tầm một gang tay, 230.000. Em bán lẻ bình thường vẫn là 150 một thân đấy ạ. Bởi vì bán lẻ năm ngoái vẫn 250 một thân này, năm nay 230 3 thân. Tiếp theo T2, 210.000 đồng, 2 thân vừa vừa, một thân cao, 210, 3 thân. Cái này khi mà nở hoa thì đẹp. T3, 240.000. Các bác có thể sưu tầm mỗi loại trầm một tí. Mỗi lòng trầm mình có một chút, tranh thủ mùa dịch gần Tết rồi, gần Tết mà lúc đang sưng nụ còn đắt hơn. T3, 240, 2 thân dài đều nhau và một thân ngắn. T5, 250, chọn này 4 thân. Thân này to hơn ngón tay cái này, sở rất là đã. 4 thân. Hai thân này rơi tầm 30. Còn hai thân dài này tầm khoảng 45 đến 60. 250 này. Và T6 cũng 250. Chậu này một thân này rất là dài, lá mít tròn xoe. Đây hai thân dài một ngắn, 250. Còn tiếp theo là những chậu trầm rồng đỏ. Trầm hàng ngàn loại trầm, nhiều loại trầm lắm cơ. Đó, đây là mỗi loại nó có một cái đặc trưng riêng, bản sắc hoa riêng, nhưng mà chung quy lại tất cả đều là dòng hoa thơm. Đã nói đến trầm là hoa nó đều thơm, nhưng mà mặt hoa của mỗi loại nó sẽ có một những cái nét đẹp riêng các bác nhé. Đây là những chậu trầm rồng đỏ và em ký hiệu là chữ R nhé các bác nhé. R1. Năm nay giá trầm giảm phải nói là một nửa hoặc là thậm chí là hơn một nửa luôn. Dụ như năm ngoái một cái thân này bán ra vẫn 250 này, bây giờ bán ra một thân này với cả cái thân nhỏ kia bây giờ một chậu có 150, hai thân. R1 này, một chậu hai thân 150.000. R2, một chậu một thân với cả một kia nhỏ nhỏ xíu không tính 120.000. Thân này phải dài đấy xem nào. Thân này em đo cho mọi người xem nhá. Một gang này, hai gang này, ba gang rưỡi rồi. R3, 140.000 hai thân, đang xuống lá thắt ngọn hết rồi. R4, 110.000 đồng. Thân này ngắn ngắn hơn, thân này chắc chỉ tầm 50cm đổ lại thôi. R5, 120.000. Thân dài, dài thắt ngọn đẹp. R6, 140.000. Một thân dài, hai thân nhỏ ở dưới. Ngày xưa các bác mua một giống nhỏ nhỏ xíu trầm này thôi đã 100.000 một cái thân nhỏ xíu rồi. Xưa đấy. Không so sánh đâu, nhưng mà đúng là cái giá hoa lan giờ nó giảm cực kỳ là mạnh. Để các bác biết thật, ngày xưa để mua một cái giống nó rất là đắt như thế nào. R7, 150, một thân rất siêu dài và một thân ngắn hơn tí xíu. R8, 120.000. Một thân dài, cái kia nhỏ kia thì không tính. 120.000. R9, 150, đây một thân dài phải 60cm, hơn 60cm. Và một thân ngắn hơn, 150, hai thân. Và R10 cũng 150.000 nhé các bác nhé, 150, hai thân, một dài một ngắn. Cộng thêm có tầm khoảng 20-30.000 thôi. Đấy, nói chung là mỗi chậu nó cũng xem đều như thế. Hôm nay rất là nhiều những dòng hàng chơi Tết để các bác sưu tầm.
có hơn 100.000 được một cái giỏ lan chơi Tết, quá là tuyệt vời. Em lên cho mọi người một số những chậu kim điệp mắt nâu hàng đột biến các bác nhá. Dòng kim điệp mắt nâu này là cái dòng năm ngoái em bán rồi. Và hàng này là một cái dòng hàng sưu tầm. Nói chung là hàng càng hiếm càng hot thì cái số lượng nhân giống của người ta rất là ít. Kim điệp mắt nâu năm ngoái em bán và năm nay em mới bắt đầu bán thêm một lô nữa, nhưng số lượng mỗi lần về không có nhiều. Hôm nay em chia là một số hình như sau. Cây thắt ngọn hết rồi, cây mập và đang sưng mắt nụ các bác nhá. Dòng này thì bông của nó to, hoa màu trắng và mắt màu nâu, màu đỏ nâu ạ. Hàng đẹp, bông to. Chậu đêm 1 em bán là 250 này, rất là nhiều thân. Hàng này đầu năm vừa rồi ấy, vừa rồi em nhập về em toàn bán đồng giá 290 một chậu. Nhưng hôm nay thì những cái mức size của nó có thể là to nhỏ khác nhau thì em chia hình. Những hình là đây, 290 rồi bán 250 này. D2, chậu này cũng nhiều thân này, buộc túm mà này. Thân của nó rất là mập nhau nhá. Đẹp lắm. Cái này sưng mắt nụ, một cái thân này nó phải cho đến 2 3 4 mắt hoa cơ, thân hoa cơ, lên liên tục. Đấy, lên liên tục luôn. 230.000 D2. Mã D3 cũng thân cao mập chưa? Đang xuống lá này. Dòng thân thòng nó phải xuống lá mọi người ơi. Đây kể cả thân này là thân tơ, chưa hoa lần nào nó đã xuống lá. Đây là thân tơ nhá. Đấy thân tơ này. Đấy chứ không phải là nó xuống lá như sơ trụi đâu. 250 này. Đây là D3. Tiếp theo mã D4 ạ. Em lên mã này là 180.000 thôi. 3 thân. 3 thân tơ. Hàng sưu tầm, nó hơi đắt đỏ tí. Tiếp theo D5 cũng 230.000. Đây có những thân tơ nó xuống lá rồi. Các bác nhìn nó thế. Tiếp theo là D6 ạ, 220.000 này. 220.000. Mã D7 là một chậu này là chậu 209, chậu này là ghép vào chậu lan nhựa. Đây, hàng này hàng ươm kia ra các bác nhá. Hàng ươm kia ra ấy. Nhiều thân. Chậu này là size hôm trước bán 350 những cái chậu lan nhựa này, hôm nay em còn hai chậu em bán 209 này. Nhiều thân lắm. Và D8 này 300 này, chậu này cũng nhiều thân và thân này của nó to hơn, cao hơn tí. Bán 300. Đấy, kim điệp mắt nâu nhá, kim điệp mắt nâu. Hôm nay thì em có một số những cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần. Lâu lắm rồi thì mới về cái hàng chuỗi ngọc. Và năm nay những cái thân chuỗi ngọc, những cái hạt chuỗi rất là căng, rất là mọng. Hàng rừng thuần nhá các bác nhá. Về các bác thì treo lên thôi. Chuỗi ngọc hôm nay thì số lượng nó có ít, rất là đẹp. Mầm gốc thì một số cây cũng đang bật lên rồi. Chuỗi ngọc thì em bán là 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu. Đây những cái thân chuỗi ngọc này. Năm nay cái hàng rừng em không dám nhập tại vì lắm thân già quá. Bây giờ các bác mua cái hàng thân trồng sẵn rồi các bác về chơi luôn Tết rồi. Bây giờ mình trồng mình kép cái hàng chuỗi ngọc thì không biết là bao giờ mới được chơi hoa. 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Còn hàng rừng thì nó sẽ có thân tơ thân già, nhưng trồng như vậy một chậu tương đối như vậy là rất là đẹp rồi ạ. 200.000 chơi hoa xong thì mầm gốc lại bật lên. Hoa của nó rất là đẹp. Hôm nay em có cập bến một cái lô Kodak Koki, phải nói là hàng quá là đẹp luôn mọi người ơi. Hôm trước Koki về có duy nhất cây đơn thân này mà đã 180 một cây rồi đấy. Đây là không điêu một chút nào đâu. Cái lô đợt này về cây đôi luôn. Đó, nói chung là một chậu hai cây. Và hôm nay giá thì nó nhỉnh hơn, chỉ có 40.000 thôi, tức là chỉ có 220.000 một chậu thôi ạ. Kodak Koki, bông hoa của nó to và rất là thơm nhá. Dòng này là hàng của bên Thái Lan và cái dòng này chơi dễ gió. Nhìn cây thì như hoàng nhạn đấy, nhưng mà dòng Kodak Koki này bông của nó hoa màu tột tím và rất là đẹp. Chỉ có 220 một chậu, một cặp hai cây mà khá là nhiều cặp lá các bạn. Lô đợt này bao rẻ và bao đẹp. Chưa bao giờ có một lô hàng mỹ mãn như thế ạ. Em về một lô ngọc trai đen hay là thiên nga đen ạ. Những cái cây thiên nga đen để làm giống. Cái giống này nó là một cái dòng giống nó rất là đắt. Nó đắt hơn những cái màu khác. Bởi cái màu đen của nó là màu mê đen huyền bí, màu đen rất là sang trọng. Cây hiện tại thì đang bật mầm. Một số cây đang bật mầm. Loại này thì em bán 50.000 một củ. Thiên nga đen, ngọc trai đen này mua 5 củ em bao ship ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một cái lô hàng đen rô chốc sao băng vừa mới về. Cái dòng chốc sao băng là cái dòng hàng đen rô chốc đột biến lên giá là giá hàng sưu tầm đấy ạ. Cái bông hoa của nó này bói ra một vài bông. Hàng này thì em bán để các bác làm giống, chứ nếu mà bán cây của nó thì nó so với những cái dòng cây đen rô khác, giá nó dù nó rẻ hơn nhưng mà cây nó lại mướt đẹp hơn là cái dòng chốc sao băng này. Chốc sao băng này cũng là hàng cắt một hai lần vài lần ngồng rồi ạ. Đấy, về để các bác làm giống, ươm giống để lấy cái mầm này này, để năm tới. Hàng này là hàng giống nó đắt nên là hàng ươm ki ra. Đấy ạ, các bác nhìn này, những cái hàng này là nhà vườn ta ươm ki đấy nhá các nhá. Những cái ki của chốc sao băng này. Hàng thì hiện tại cũng có một số cây đang nụ như thế này, nhưng mà những cái nụ to thường nó sẽ bị trột. Em bán cho các bác là bán giống, em sẽ không bán cho hàng nụ nhá. Để tránh trường hợp đến nơi một số bác này thấy cây là cắt ngồng rồi các bác chê này nọ thì nó không đúng. Bởi vì tùy từng giống cây, dòng giống chốc này nó đắt tiền.
nhưng mà mình sưu tầm thôi. Và hôm nay thì một chậu cũng trung bình nó tầm 3 thân. Đấy, 3 thân. Đó, thì lô đợt này thì cây nó cao hơn lô hôm trước. Lô hôm trước em bán 130 thì cây nó chỉ thấp bé bằng cái nhánh này thôi. Nhưng thân hôm nay thì nó có thể cao được gang rưỡi, hai gang tay tùy từng cây. Đó, và mỗi chậu như vậy hôm nay thì giá thành vườn này người ta bán rẻ hơn, cây cao hơn rẻ hơn. Thì em bán với giá là 110.000 đồng một chậu thôi nhá. Đấy, các bác về các bác làm giống này. 110.000 đồng cây nó. Cây của nó lưu ý là có một số như lá nó sẽ bị gãy gập như thế này, cái lá của nó. Bởi vì vận chuyển qua cái đường vận chuyển ấy nó không tránh được. Nhưng tổng thể cây nó rất là khỏe. Đó, 110.000 đồng một cây. Giá thị trường loại này người ta còn bán 180 cơ. Cái dòng chốc sao băng cây to này em bán có 101 thôi. Loại này mua 5 cây em miễn phí ship nhá. Riêng chốc sao băng này mua 5 cây miễn phí ship. À, em xin giới thiệu thêm về cái dòng hàng Dendro đột biến nhá. Hàng nhà em lại tiếp tục về thêm mọi người ơi. Đây là một cái dòng hàng Dendro chớp bịp, hàng chuẩn hoa, chuẩn giống nhá. Cái giá thị trường hiện tại thì nó cũng đã mềm mại hơn rất là nhiều so với những năm đầu tiên khi dòng chớp bịp này mới ra. Đó, đây là cái dòng chớp và với cánh viền vàng này, rất là đẹp. Hôm nay thì em sưu tầm cho mọi người một cái chậu hàng những cái hàng cây trưởng thành rồi đang đứng ngọn, sắp tới là sẽ cho hoa. Đó, trung bình một chậu sẽ tầm 2 đến 3 thân như thế này. Cây cao tầm khoảng hơn một gang tay đến gang rưỡi tay. Và hàng thì hôm nay về bổ sung thêm số lượng nhiều, thoải mái các bác đặt hàng. Giá thị trường hiện tại chớp bịp này người ta đang bán ra từ 250 đến 280.000 đồng một chậu. Đó, hôm nay thì nhà em Nhung giới thiệu các bác những cái chậu hoa chớp bịp với giá rất là yêu thương. Đó, một dòng chớp bịp này hoa của nó siêng các bác nhé. Một cái nụ hoa của nó thôi lại cho ra rất là nhiều những cái bông hoa. Cái này đếm thì không xuể luôn, tại vì sai lắm ạ. Cực kỳ là sai hoa nhé. Và loại này thì em xin phép bán với giá chỉ có 220.000 đồng một chậu. Hàng này thì em đang ưu ái khách hàng khi mua hai chậu bên em miễn phí ship cho các bác. Đấy, các bác có thể đặt một cặp chớp bịp để về làm giống. Bởi vì dòng này là hàng hiếm có, ít có. Và từ trước đến giờ, từ cái hồi bán Dendro hôm nay về một cái lô chớp bịp như thế này á, hàng không có nhiều. Và 220.000 đồng một chậu. Và mua hai chậu sẽ được miễn phí ship vận chuyển. Cây hiện tại thì đang chuẩn bị đứng ngọn. Một số cây thì đây những cái năm cũ thì có thể nó ra hoa đầu ngọn một lần, nhưng mà những cái mắt hoa nó vẫn còn đang tiếp tục lên nụ nhá. Đó, 220. Số lượng có ít. Và mua hai chậu sẽ được miễn ship. Cái cây này thì em xin phép là sẽ để lại cửa hàng để làm mẫu khi giới thiệu mặt hàng cho các bác ạ. Đó, gửi đi em sẽ gửi những cây đứng ngọn thôi. Hàng bao đẹp và hàng chuẩn giống. Hàng các bác mua hàng nhà em thì yên tâm về chất lượng cũng như là chuẩn hàng, chuẩn cây ạ. À, và hôm nay thì em có cập bến một cái lô hàng kiều va đột biến các bác nhá. Đầu xuân thì em có bán một lô hàng này rồi. Và lúc đó thì thực sự với các bác là cái lô hàng đầu xuân thì nó cũng khá là nhỏ. Nhưng đây là một cái dòng hàng sưu tầm. Và bông hoa của nó rất là xịn. Đó, hàng hôm nay thì về cây cứng cáp hơn, to khỏe hơn và nhiều giả hành hơn. Cái lô hàng rất là đẹp. Và giá thành thì cũng như đầu năm mà nó cũng chẳng nhỉnh hơn tí nào đâu ạ. Đó, ấy hàng hôm nay đảm bảo các bác là cây của nó cứng cáp, khỏe mạnh, gửi đi rất là đảm bảo. Đầu xuân thì cây nó nhỏ xíu như những cái thân này này. Đấy, đầu xuân cây nhỏ xíu xíu, xíu như thế này thôi. Và hôm nay những cái dòng kiều va đột biến này, hoa của nó màu trắng tinh, chỉ có một chút chấm nhỏ xíu màu vàng ở giữa thôi ạ. Đấy, nên tại sao cái dòng kiều va này là cái hàng sưu tầm. Và một chậu kiều va hôm nay em bán với giá là 350.000 đồng một chậu nhé. 350.000 một chậu kiều va đột biến. Bác nào lấy hai chậu em miễn phí ship cho các bác. Hàng số lượng có ít thôi nhá. Cái hàng này nó đắt tiền em cũng không dám lấy nhiều. Tại vì với cái mức giá 350 thì cũng có nhiều bác thì muốn sưu tầm cái dòng hàng đẹp thì các bác chơi. Nhưng mà đôi khi các bác cảm thấy là nó hơi mắc tiền thì em cũng không dám lấy nhiều. Và cái hàng này nó cũng khá là đắt. 350.000 đồng một chậu. Chiều cao thì nó chỉ thơm tầm một gang tay đổ lại thôi. Nhưng mà cây hôm nay thì cứng cáp hơn rất nhiều đấy ạ. Đây, đầu xuân những nhánh nó nhỏ xíu xíu, xíu như thế này. Nhìn thực sự cái lô hàng này nó quá là ưng ý. Đó. Tiếp đến là lô trầm biên vàng các bác nhá. Trầm biên vàng là cái này thì nó nổi tiếng từ trước rồi. Nó là những cái cây lá biên lá kẻ phát tài. Đó, người ta gọi là trầm biên vàng bởi vì đây là dòng biên vàng, dòng trầm lá biên. Cây hiện tại thì đã chuyển sang giai đoạn thắt ngọn hết rồi. Và bông hoa này thì rất là thơm, đậm đà. Loại trầm biên này người ta chơi sưu tầm cả thân lá và mặt hoa, hàng ươm ki các bác nhé. Hàng này hàng chuẩn ươm ki nên giống của nó hàng chuẩn. Tất cả các cây sau này nó sẽ cũng là lá biên. Cây hôm nay thì cây của nó cứng cáp khỏe mạnh. Để em đo thử cái chiều dài của cây thôi nhé. Tầm khoảng 2 gang. Trung bình tầm khoảng 2 gang các bác nhé. Tầm khoảng 2 gang mọi người ạ.
Và trầm lá biên vàng này thì em bán một chậu với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. 130, sở hữu một chậu trầm biên vàng rất là đẹp. Và các bác mua một cặp sẽ là 250.000, sẽ được một cặp trầm biên vàng. Đấy, 250 một cặp, còn mua lẻ là 130. Trầm biên này trước đó, trước kia là năm ngoái là cũng còn đắt hơn cả trầm dòng đỏ, một thân trầm dòng đỏ ấy. Còn đắt hơn ấy, năm nay thì dịch, nói chung là tất cả dòng hàng hoa lan đều giảm giá. Tranh thủ mình mua lúc này để sưu tầm những dòng hàng hoa lan đẹp nhé. Dạ, em vừa tiếp tục bổ sung thêm một nô vũ nữ sô-cô-la hoa thơm các bác nhé. Em không biết từ giờ đến Tết làm sao mà mọi người đặt đổ xô đặt cái loại hàng này khá là nhiều. Thực ra cái dòng vũ nữ này thì cũng không còn phải bàn cãi, bởi vì cái độ đẹp của nó, thứ nhất là vòi hoa của nó rất là dài, rất là siêng. Và từ giờ đến Tết là ngồng hoa nó sẽ lên liên tục đấy ạ. Hiện tại này có một số cây nó đang lên ngồng hoa. Cái này thì em không chắc chắn hoàn toàn tất cả, nhưng mà từ giờ đến Tết đó là mùa hoa của vũ nữ sô-cô-la nhé. Ngồng hoa sẽ lên liên tục và sẽ chơi Tết. Dòng này thì bản chất là dòng hoa thơm. Đấy, hoa rất là thơm nên là em thấy là từ giờ đến Tết mọi người yêu thích là đúng thôi. Cái dòng này có một cái đặc biệt, đó chính là cái lá của nó này. Nó là dòng sô-cô-la nên lá nó sẽ có những cái đặc điểm của giống của nó. Đấy, mỗi chậu sô-cô-la hoa thơm này em bán là 150 một chậu. Cây trưởng thành và chậu nhiều thân 150.000. Và khi mua 3 chậu em miễn phí ship các anh nhé. Và cả những dòng vũ nữ khác nữa. Tiếp theo là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh nhé. Hôm nay thì em có về một cái lô hoàng hậu hoa xanh, phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Những cái cây với củ giả hành rất là to, mập, khỏe. Dòng này thì được tham gia rất là nhiều những cuộc triển lãm về hoa lan. Ai đã từng yêu thích và đã từng được trưng hoa của dòng này thì rất là mê ạ. Hôm nay thì em có những cái chậu hoàng hậu hoa xanh cây trưởng thành này. Và một chậu của nó, nếu như các bác lấy những cái chậu mà nó nhiều thân thì thường là củ giả hành nó sẽ không được mập bằng những củ ít thân. Nhưng đảm bảo trong một chậu cân đối như vậy là rất là đẹp. Em bán đồng giá là 150.000 đồng một chậu hoàng hậu hoa xanh nhé. Vòi dài, hoa đẹp. Và mặt hàng cuối cùng đó chính là vũ nữ nhện xanh. Cũng là một mặt hàng không hề kém cạnh gì ạ. Với những bông hoa của nó, những bông hoa nhện xanh này. Bông hoa như những con nhện rất là xinh đẹp. Đây ạ, bụi hôm nay rất là nhiều thân. Đây ạ, những cái bụi mà thân nó nhỏ nhỏ mọc nhú lên ấy, thì nó nhiều thân hơn. Còn những bụi mà các bác lấy những cân củ giả dạ hành của nó cứng cáp hơn thì nó ít thân hơn một chút. Nhưng cái lô hàng nó tuyệt vời như thế này, xanh mướt mượt mượt luôn. Đây là vũ nữ nhện xanh nhá. Ngày xưa cái dòng này giống của nó cũng hơi hiếm ấy. Tìm rất là nhiều nhà vườn mới có những cái dòng hàng vũ nữ nhện xanh. Nhưng hôm nay thì em tìm được nhà vườn thì người ta xuất liên tục các bác, tha hồ thích. Đó, một chậu của nó đẹp như vậy với giá chỉ có 150 thôi. Ngày hôm nay mua 3 chậu được miễn ship, các bác tranh thủ mua những cái dòng vũ nữ mới về. Trầm dòng đỏ thì hàng này là hàng thân lớn rồi. Thân cao trung bình tầm khoảng 60 cm. Trung bình tầm 5 năm đến 60 cm. Chậu nào 5 cm thấp hơn một chút thì nó lại có một số những cái kỳ nhỏ ở phía dưới này. Các bác nhìn này. Đó, và hàng này là hàng đứng ngọn để chơi Tết nhá. Đây có một số những thân nó đã xuống lá gần như là hết rồi. Trầm dòng đỏ hoa thơm và rất là đẹp. Loại trầm dòng đỏ này thì em bán theo thân. Đấy, mỗi chậu như thế này em bán với giá là 120.000 một chậu. Đó, giá rẻ một nửa so với cuối năm vừa rồi á. Và các bác mua 2 chậu trầm dòng đỏ em tính cho bác là 220.000 ạ. Đó, 220.000 được 2 chậu trầm dòng đỏ chơi Tết. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một cái dòng hoa màu trắng tinh thuộc dòng trầm, đó chính là dòng trầm trắng môi tuyết. Đó, dòng này thì hoa rất là thơm. Trung bình một bảng sẽ từ 2 đến 3 thân. Bảng nào 2 thân thì thường nó sẽ cứng dài hơn, còn bảng 3 thân thì nó ngắn hơn một chút xíu. Và trầm trắng này là hàng ghép trên bảng và cây hiện tại đang thắt ngọn. Lưu ý một chút là hàng thân thòng đang trong quá trình xuống lá các bác nhé. Dòng thân thòng hiện tại đang trong quá trình xuống lá. Nên là cái hàng này khi các bác nhận hàng có thể một số lá nó xuất hiện những cái lá vàng là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì hôm qua em có gửi một cái đơn hàng gồm 2 mặt hàng này vào trong Khánh Hòa. Thì đến nơi cô mới tập chơi, cô ấy bảo là cây của nó thiếu sức sống rồi, là như kiểu cây chết. Và em cũng xin nói luôn là em nói chuyện đến cô ấy cũng phải đến chục phút, nhưng mà cô vẫn tỏ ra mình là người không hiểu biết. Nên là các bác khi mới tập chơi ấy, mình phải tìm hiểu rõ về bản chất hoa lan. Có thể khi mà em quay thì cây của nó vẫn còn lá, nhưng gửi đi cho các bác những cái cây có thể nó rụng hết lá rồi. Bởi vì sao? Hàng này đang thời điểm xuống lá rồi nhé mọi người nhé. Chứ các bác đừng có đến nơi các bác cứ chê này chê nọ, trong khi đó mình đã kém cái vốn hiểu biết về hoa lan rồi. Em hỏi khách đặt hàng gì, khách còn không biết tên. Đấy, đôi khi khách hàng không biết tên cây mình đặt là em biết là họ là những người mới chơi, họ là những người mới tiếp xúc với dòng hoa lan thân mỏng này, mình chưa biết. Nên mình phải tìm hiểu kỹ để người ta đỡ đánh giá mình là một người không biết gì. Vậy là đơn hàng ở trong Khánh Hòa em bị hoàn ra một cái đơn hàng gồm có hoàng thảo vôi này đang trên đường ra này. Khách trả giá 150 mà bây giờ trả giá 100.000 tôi mới lấy. Lấy 3 bảng trừ đi 100.000 tức là trừ hẳn 150, bọn em mất lời luôn mà bọn em lỗ luôn.
Đấy, các bác đừng có trả giá quá rồi thành ra là ép người quá đáng á. Em bán đồng giá là 150 một bảng nhá. Riêng loại này mua 3 bảng kết hợp giữa hoàng thảo vôi trắng hoặc là trầm trắng em sẽ miễn phí ship cho các bác. Đó. Tiếp theo là những cái kiều vuông, chậu kiều vuông Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng ạ. Hôm nay thì em về những cái chậu hàng này size nó nhỏ nhắn xinh xắn vừa túi tiền. Dòng kiều là một cái dòng hàng mà rất là dễ chăm, dễ trồng mà chơi hoa Tết cực kỳ là ưng ý. Hàng này thì hôm nay những cái chậu này là dòng kiều thân lùn ạ. Chậu cũng khá là nhiều thân. Đợt này thì nhà vườn người ta để nguyên những cái thân già để sau này nó sẽ bật những cái mầm gốc nhá. Để nguyên thân già để bật mầm gốc. Mà dù rằng kiều ấy, những cái thân già có nhiều mắt hoa, mắt nào chưa cho hoa vẫn chơi hoa bình thường. Và hôm nay thì những cái chậu kiều này em sẽ cố gắng lựa cho bác những cái chậu nhiều thân. Nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Và những cái thân tơ này, thân lùn mập ú ụ luôn. Những cái thân tơ rất là mập nhá, mập cực kỳ luôn ấy. Đây, rất là đẹp. Và kiều hôm nay chỉ có 200.000 một giò thôi. Đấy, bác nào mà lăn tăn mà vừa rồi kiều Lộc Bắc giá thành những cái chậu to cái nó đắt quá, mình chưa có túi tiền mình mua thì mình mua những cái chậu này. Lựa đẹp cho các bác nhé. 200.000 đồng một chậu kiều vuông Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng, hàng mới về. Bao xanh bao đẹp. Thanh đạm Indo, dòng hàng hoa thơm, vòi dài và rất là siêng hoa. Một chậu nhà em hôm nay thì toàn những chậu nhiều thân thôi. Lá thì cũng rất là đẹp. Thực ra thì cái dòng thanh đạm thì những cái lá nào già sau này nó cũng sẽ rụng thôi. Nhưng mà đây ạ, cái lô hàng về tổng thể như vậy là rất là ok rồi. Một chậu như vậy em bán à 180.000 đồng một chậu nhé. Dòng này hoa rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan.